Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam có buổi kiểm tra hiện trạng thoát nước tại một số khu vực trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cùng đi có Sở Xây dựng thành phố, các đơn vị liên quan và đại diện lãnh đạo quận Liên Chiểu. Đến kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu vực cầu Đa Cô, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị Sở Xây dựng quận Liên Chiểu phối hợp nghiên cứu phương án mở rộng khẩu độ của cống thoát nước tại cầu để lưu thông dòng chảy. Phó Chủ tịch nhấn mạnh đây là nơi thoát nước tập trung cả khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, Đà Sương, nên nếu không xử lý nút cổ chai này, khớp nối đồng bộ hạ tầng thoát nước của khu vực, thì tình trạng ngập úng sẽ vẫn tiếp diễn. Đến kiểm tra hệ thống thoát nước khu vực Hòa Sơn, Thanh Vinh nằm tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam lưu ý các đơn vị nghiên cứu lại hệ thống thoát nước cũng như hạ tầng cống ngầm dùng chung của cả khu công nghiệp, tổ chức nạo vét, khơi thông kịp thời để tránh ùn tắc. Thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố về việc nghiên cứu xây dựng công viên tại vị trí xanh dọc tuyến đường số 4, số 5 kết hợp với khớp nối hạ tầng thoát nước để vừa tạo cảnh quan đô thị, giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường, vừa xử lý ngập úng trong khu vực.